Vậy là không có yên với anh rồi. Nó thiệt, em biết cái tánh anh mà. Vậy sao vậy? Tánh anh là có Phật có hiền đâu. Anh muốn nhịn thôi. Anh học võ để làm gì? Học võ để bảo vệ vợ con, biết không? Dạ. Đó, bây giờ ai đụng đến vợ con anh là anh phải ra tay. Mà anh mà ra tay thì cái chung cư này không còn ai sống nổi hết. Em muốn cái gì? Thôi, anh ơi, thôi mà đừng vì vợ con mà sát sanh. Không được đâu. Thôi em xin lỗi anh, em hiểu anh rồi. Muốn yên ổn thì phải nghe lời tôi. Dạ. Đừng có gây gổ với bà Tam. Dạ, em xin lỗi anh. Ừ, mà không lẽ tôi đi xuống công chuyện bà? Dạ. Cứ chiêu anh là sức chiêu rồi bà sao chịu nổi? Dạ, dạ, em hiểu ông xã, em hiểu quá rồi đó. Vậy đi. Dạ, ông xã. Nhìn tất cả trong chung cư này. Dạ. Sống yên ổn. Ông xã, em hứa với ông xã từ đây về sau em không có gây lộn với ai, em không có bao giờ kiếm chuyện với bà Tám nữa. Giỏi. Dạ. Chị mới là vợ của anh. Dạ. Em hứa rồi đó ông xã. Ông xã nhớ có nghe. Thương không? Không có gây gổ dây nữa nghe. Dạ. Chị biết tốt chứ. Có thương không? Mời em. Mời anh. Cúc à. Dạ. Tối hôm nay anh mới vừa xem chương trình. Nó hay không tưởng tượng. Nó vừa hay mà nó vừa có ý nghĩa. Anh không tưởng tượng là chương trình nó hay như vậy. Cũng nhờ anh góp ý với em đó. Em phải cảm ơn anh nhiều. Em nói gì câu đó. Sao lại phải cảm ơn anh? Đừng có khách sáo như vậy nha. Hết sức bình thường. Anh muốn hỏi em chuyện này nha. Chuyện gì vậy anh? Chuyện của chồng em đó. Chuyện của chồng em? Sao anh? Thôi mình ăn đi. Ăn đi rồi chút xíu anh sẽ nói cho em nghe nha. Ăn đi em, ăn đi. Dạ. Mời em. Mời anh. Em có chuyện gì vậy? Anh thấy chương trình tối nay vẫn tốt mà. Bộ anh không biết em bực mình chuyện gì hả? Không phải chuyện của em mà là chuyện của anh đó. Chuyện của anh? Chứ chẳng phải hồi sáng anh đã nói với em rồi sao? Em có thể kiểm tra mà. Mấy cái số điện thoại đó là của các cô người mẫu làm việc cho công ty. Em không nói đến chuyện đó. Có phải anh làm kế hoạch quảng cáo giúp giùm cho chồng của chị Thơm đúng không? Anh lấy tiền chưa? Anh chưa lấy tiền. Anh có biết, anh có biết anh là ai không anh Bình? Giám đốc. Đường đường là một giám đốc mà bị người ta lừa như vậy đó hả? Khi em nghe ông Trần nói, anh biết em cảm thấy xấu hổ đến độ nào không? Bộ anh bất tài đến độ không phân biệt được đối tác của anh là ai hả? Ủa, em gặp ông Trần khi nào vậy? Thì gặp ở nhà hàng. Mà anh quan tâm đến điều đó để làm cái gì? Em nói cho anh biết, hôm nay em phải năn nỉ ông Trần để ông bỏ qua cho anh chuyện này. Chứ nếu người ta truy cứu, em không biết ngày mai cái ghế giám đốc của anh có ngồi được hay không nữa. Thì anh biết rồi. Lần sau... Cái gì? Bộ anh tính còn lần sau nữa hả? Không. Không có lần nào hết á.
Alo, nghe bạn ơi. Sơn ơi, cái miệng mày linh quá. Phải mày nói tao trúng số tao đỡ rồi. Gì nữa cha? Cái chuyện mày nói với tao bây giờ là sự thật rồi, xảy ra rồi. Chuyện gì? Trời ơi, hai con vợ tao lên đây kiếm tao. Trời, có chuyện gì nữa hả? Thì có chứ sao không. Ê, vậy giờ sao? Bởi vậy bây giờ tao phải đi thôi. Ở lại đây không được rồi. Sao không được? Bây giờ mày cứ ở yên ở đó, coi như mày đang ở nhà trọ. Có khác gì đâu. Khác thì sao không khác. Sao khác? Ở nhà trọ đâu có má tao. Cái gì? Má mày cũng lên đây nữa hả? Cũng đang ở đó hả? Trời ơi, đâu có được. Mày giỡn hoài mày. Không có được đâu. Sao không có? Mày biết gì không? Mày nãy má tao với Hương gây lộn dưới á. Thiệt là quan gia. Thôi bây giờ vậy, tao chỉ xin một ân huệ ha, là mày đừng bao giờ mày kéo tao vô cái chuyện này nữa nha. Mày khỏi xin, tao có kéo mày nữa đâu. Bây giờ tao tìm nhà trọ, tao trốn tiếp. Chừng nào Thơm với má tao về quê là được rồi. Khoan đã. Mày khoan đã. Chưa chắc gì vậy. Họ ở đó. Mà nếu mà ở đó vậy á, thiệt là xui dữ lắm rồi đó. Ê, họ là ai vậy? Thì má mày với con Thơm tới đó tìm mày. Thôi được rồi. Bây giờ nè, mày cứ ở yên đó đi, không? Tạm thời vậy đi, rồi ngày mai mình tính nha. Thiệt, khổ ghê. Bây giờ biết đêm nay hai mẹ con ngủ đâu nữa. Mày yên tâm đi, không sao đâu. Má mày cũng lớn rồi, với lại vợ mày cũng lớn rồi, cho nên họ tự lo được mà. Mày cứ ở đó đi nha, để chờ coi ngày mai, để coi rồi mình tính tiếp nha. Thì giờ đành vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ. Mà tao lo quá. Thôi mà lo cái gì nữa, đằng nào cũng đã lỡ hết rồi. Thôi đừng có lo nữa, mày ngủ đi nha. Ừ vậy thôi. Bye thằng cô hồn. Tôi đâu có nhiều tiền như vậy chị. Lỡ nhiều người tới đây nhờ giúp rồi thì sao hả chị? Tìm đúng nơi là 500.000, còn tin tức liên quan là 50.000. Thôi cũng được đi. Chị đừng có lo, bây giờ chỉ tốn tiền in thôi. Tôi không có lo gì hết á. Tôi đi làm kiếm nhiều tiền, miễn sao mà chị tìm ra anh Lúa là tôi chịu à. Dạ, thôi chị in giùm cho tôi đi. Dạ dạ. Sao con? Con photo xong rồi. Rồi giờ mình đi dán phải không? Mà má ăn sáng chưa? Chưa. Má chưa ăn sáng thì má không có được đi. Sao vậy? Tại vì phải có cái gì trong bụng mới được. Thôi đi. Thôi má nôn nóng lắm rồi, đi dán đại cho rồi đi. Má không ăn con không có cho má đi. Trời ơi. Má ngồi xuống đây đi. Khổ quá. Chào bác. Dạ chào cô. Chào chị Thơm. Em muốn nói chuyện với chị một chút được không? Dạ được. Chị có muốn làm công việc kiếm tiền giúp chồng chị trả nợ không? Dạ dĩ nhiên rồi. Vậy thì em muốn nhờ chị làm công việc nhà giúp em. Còn tiền bạc thì mình bằng bạc sau, ok? Ok. Vậy thì rồi. Được rồi. Nè nha, dạ. Con thấy con có làm được không đó nghe. Dù gì con cũng từng là cô giáo rồi, đừng có để thằng Lúa nó rầy, nó nói con làm mất thể diện của nó nha. Dù sao nó cũng là giám đốc chứ bộ. Không sao đâu má, dù sao con cũng làm cô giáo dạy trẻ thôi. Cái gì mà làm ra tiền là con làm hết, miễn sao mình trả nợ cho anh Lúa là được rồi. Má yên tâm đi. Đúng anh rồi. Anh Lúa anh không có rầy con đâu. Bây giờ mình đang ở trong thế kẹt, bây giờ do con tính đi. Vậy thì được hả chị? Dạ được. Vậy ngày mai mình bắt đầu. Bây giờ em đi làm, có gì chiều chị em mình gặp nhau mình bàn bạc tiếp ha. Con dạ. Đi nha bác. Dạ. Cảm ơn cô nha cô. Dạ. Có việc làm rồi. Ừ. Hai má con nè. Dạ con chào bác Chí. Gì nữa đây? Má. Cô Thơm. Dạ. Cô có cần tìm việc làm không, tôi giúp cho. Má ơi, có việc làm nữa rồi kìa. Tôi có dặn cậu Nhân với cậu Cường á, coi mấy hộ ở đây nè, có ai cần người giúp việc rồi nói với cô. Ngộ quá ha. Người ta có đủ tay đủ chân, sao không ai giới thiệu tôi lại hết trơn vậy? Má. Bà muốn làm việc hả? Ừ. Yếu quá làm nổi không?
Ai nói ông tôi yếu vậy? Hả? Bây giờ tôi ông thi đua không? Bây giờ cái đó, cái cầu thang đó, bây giờ tôi với ông thi đua chạy lên chạy xuống chơi coi ai thắng được không? Điên chạy cho chết. Thang máy để làm gì? Bà có sức khỏe rồi, đồng ý rồi. Thôi được rồi, bây giờ có cái cô mà cổ quét dọn cái chung cư nè, dọn dẹp sạch sẽ cầu thang nè, mới vừa nghỉ, bà làm nổi không? Tôi nhận. Tôi hả? Con làm cho bác Chí. Trời ơi, nhận con đi. Nhiều dạ. Việc quá rồi làm nổi không? Mệt lắm à. Nổi. Bây giờ tôi không làm mà con tôi làm được không? Rồi tôi nhận, nhưng nè, phải làm cho hết tháng rồi mới được lãnh lương nha. Làm giữa chừng mà nghỉ là không có đồng lương nào hết à, thấy không? Có dạ. Được rồi, phải không? Dạ. Để đua không? Đúng không? Vậy là mình có tiền trả cho anh lúa rồi má ơi. Em có tên đẹp đại quen, chị khô quá, được sắm sửa lại nhé. Dạ. Em à, ừ? Bà Tám hồi hôm á. Ừ. Ủa sao anh biết bà là bà Tám vậy? Ai không biết, anh rành bà lắm. Bà là bà Tám nếp. Hả? Ủa là sao? Hôm em nói em kêu bà là bà Tám nếp mà. Kêu nào? Lúc đó em lo em gây lộn với bà ấy, chứ em đâu có rảnh mà hỏi tên bà đâu. Ủa sao biết vậy? Ủa gì ai kêu bà đám nếp mà nghe văng vẳng bên tai ta? À, lúc coi TV, cô Thơm kêu bà đám nếp. Anh nghe, trên đâu biết không? Nghi quá ta. Nghi? Làm gì mà quan tâm đến cái chuyện đó quá vậy ta? Quan tâm gì? Hả? Quan tâm gì? Anh á. Sao? Em hỏi anh á. Quan tâm gì đâu. Sao quan tâm bảo quá vậy? Nãy bà cũng gặp nhau rồi tính hỏi em là bà ở đây hay bà ở đâu. Còn sớm thì biết mình mới mình chào hỏi mà. Gì em đâu. Dân ở đâu tới đây chơi thôi. Sao em biết? Thì cứ nhìn cái bộ dạng bà đi anh thấy. Không, người vậy làm sao mà có tiêu chuẩn ở đây. Anh tưởng ở đây rẻ lắm mà. Mắc lắm á. Đừng nhìn vậy mà đánh giá người ta. Biết đâu chừng con bà trúng số độc đắc, mua cho bà 2-3 căn làm sao? Ờ ha. Ừ. Nhưng mà sao lạ vậy? Cái gì lạ? Nếu như thí dụ bà sống ở đây, vậy tại sao bà gom nguyên cái đống đồ á, cái bản hội ngoài là sao vậy? Sống vô nhà ở hả? Em sao? Không biết gì hết, nhiều khi bà 2-3 căn. À. Trên này ngủ, ở dưới giặt đồ, xuống dưới giặt cho không có mệt. Rồi lại bưng lên đây phơi. Ủa? Mà cái chuyện của người ta. Ủa mà sao anh biết nhiều về bà quá vậy? Hả? Thì đón thôi. Đón. Anh rảnh quá à. Thôi làm ơn đi nghe, đừng quan tâm đến chuyện ta nữa. Chuẩn bị đi. Đi đâu? Thì đi với em nè, đi ra ngoài. Sao vậy? Ra đường hả? Ờ. Làm gì? Trời ơi, anh không thấy hả? Bé Thiện là tả hết, sữa hết rồi, trong nhà lặt vặt cũng hết. Giờ 2 vợ chồng mình đi coi sắm được gì mình sắm nha. Ừ. Đấy lẹ luôn. Được không? Sao vậy? Em phụ nữ em đi một mình đi. Anh ở nhà coi con. Thôi, con thì bất quá em nhờ chị hàng xóm kế bên em chơi thân em gửi chút. Con cái gửi anh ta, anh đau lòng lắm. Thôi, anh làm bộ anh lười quá à. Anh không thích đi với em. Bộ em xấu lắm hả? Phải, em đừng có nghĩ quấy anh. Thôi đi 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 đi. Nghe nói nắng đen. À, ai đen? Anh ra đường đen lắm. Có đâu, anh yên tâm đi, anh đen đời cuối rồi. Giờ này nắng không vô anh nữa đâu, đừng lo nha. Đi đi. Ông đi, em giận. Giận. Đi không? Đi. Nhưng mà chiều. Mát đi. Chiều mát mới đi hả? Ừ. À, thôi cũng được. Sao? Ừ. Trời ơi, chết rồi, cái mặt kìa bị gì kìa. Đấy, đây coi coi. Đi liền đi. Hey! Ủa, hai mẹ con ăn cơm hả? Trời ơi trời trời trời. Tao lại mẹ thằng của hồn. Trời đất ơi. Xem chú xin mắt mẹ tao chết rồi tại mày nha. Xin lỗi xin lỗi. Anh Nhân,
Xuống ca rồi hả? Anh mới xuống ca, đi mua cơm. Nè, anh tìm cho em được 3 căn nhà con người đó. Con xin phép má nha. Ra đây. Đúng á, ra đây đứng gần má em anh sợ bà muốn chết luôn. Bà như vậy á, cho bà không có gì hết á. Không dám đâu, bà giữ thấy mồ luôn á. Nè, anh tìm được 3 căn nhà rồi. Có gì em gặp người ta em nói chuyện trực tiếp nha. Ừ. Nhà 210 lầu 2, 423 lầu 4, 720 lầu 7. Ê, mà cái nhà 720 là cái nhà gần cái bữa trước cái chị mà gây lộn với má em á. Em nhớ rồi. Thôi được rồi, vậy đi về đi. Em thôi đi vô ăn cơm. Anh về. Cảm ơn nha. Không có gì, giúp đỡ thôi. Hê, cũng về má. Trời ơi. Má chết cũng tại cái thằng này nè. Thôi má ăn cơm đi. Tao mệt quá. Thôi ăn đi. Mời anh. Cúc nè. Dạ. Anh tặng em chai dầu thơm. Anh mua ở sân bay Bangkok. Cảm ơn anh. Gấp quá đi, anh không mua được nhiều cho em. Hứa lần sau anh sẽ tặng em nguyên cái vali. Ủa mà anh tặng quà em nhân dịp gì vậy? Nếu anh nhớ không lầm thì sắp kỷ niệm ngày cưới của em với Bình rồi, đúng không? Anh tặng quà trước cho em vậy mà. Cảm ơn anh nhiều. Em xin phép ra ngoài nói chuyện điện thoại nha. Em có tự nhiên. Alo. Alo, anh nghe nè. Anh hả? Ừ. Em mới chợt nhớ ra là sắp tới kỷ niệm ngày cưới của mình. Mình cũng phải làm cái gì chứ. À, anh tưởng em quên. Anh tính dành bất ngờ cho em. Ai ngờ em còn nhắc anh. Anh đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Anh nè. Em cũng muốn nói thêm chuyện này với anh nữa. Chuyện gì em? Chuyện của cô Thơm đó. Ừ, em nói đi. Ủa, xong đi. Đi đâu? Gì vậy? Tụi mình đi mua đồ mà. À, đi chứ. Anh đợi nó giờ mà. Đi, đi. À, em quên. Gì nữa? À, em tính xuống dưới nhờ bác Chí một chút chuyện. Vậy em đi đi. Thôi đi, hay là hai đứa mình đi trước đi. Rồi chút em gặp bác anh nhờ sao. Đâu có được. Em nhờ trước đi. Chút có anh sao nói. Ờ ha, em quên. Thôi đợi em đây nha. Dạ chào cô. Vậy là ngày mai con tới con làm được rồi hả cô? Ừ, công việc nhà đơn giản lắm á. À, nhà ít người nên cô chỉ trả tiền có mấy giờ thôi. Con làm được không? Dạ được, không có sao cô, chuyện nhỏ. À cô, cho con dán cái tờ giấy này. Cái tờ giấy này là con đi tìm chồng của con. Cho con dán trên đây. À, tại vì con sợ những người xung quanh ở đây mới chuyển tới không có biết. Cô cho con dán không? Không sao, con cứ dán đi để cô vô nấu cơm nha. Dạ, con cảm ơn cô. Sao con? Má nói chuyện với người ta được chưa? Dạ rồi à. Được rồi phải không? Khá rồi. Thôi vậy là tốt rồi.
Thôi ráng đi con, rồi mai mốt cái mình kiếm được cái việc gì tốt mà mình làm, phải không? Ừ. Đâu để cho má coi coi em. Nè mày thấy tao má dán chỗ này được không? Nè, bác kia, dán cái gì tầm bị tầm bạ đây vậy? Trời đất ơi. Ê, mày thấy tao làm gì mà mày nói tao dán tầm bị tầm bạ? Đồ nhỏ sân sát. Hả? Con nói trước với bác nha, bác làm gì ở đâu rồi làm nha. Con cấm tuyệt đối, con không đồng ý cho bác dán ngay trước cửa nhà con đó. Ê, bộ mày ở hành lang này hả mày? Dữ dễ sợ luôn á. Bây giờ sao? Bây giờ bác nhất định dán là con đi gọi bảo vệ đó. Đi đi, tao thách mày đó, mày đi đi. Dán đi, con gọi điện. Dán đi con, dán đi. Không sợ, cứ mày chặn liền. Mày đi đi mấy mày chặn cái sợi này hả? Má. Hả? Dán đi, không có sợ cái con đó. Dán đi. Nè, bây giờ bác coi má được chưa? Hay lên hay xuống? Thì má muốn dán sao đó má dán. Ừ, dán sao? Con bà chặn liền lắc biết tay tao. Nhân, qua loa kiểm tra. À, cô Cương. Dạ. Lô B. Ừ. Bác. Ủa cô à, mới sáng sớm mặt vui. Bác là bảo vệ ở đây á, mà bác để cho ai muốn làm gì là làm được sao bác? Ủa, ai là ai? Chị đó, mẹ con cái cô gì đó dán tùm lum tùm lá trên nhà của em á. Anh biết không, đã vậy á, em hết lời năn nỉ á, mà còn xỉ vả, còn đòi đánh con nữa đó. Thế à? Ủa thế là sao? À, thì... thì thế. Thế là gì anh? Tôi hiểu rồi. À, họ có xin tôi rồi. Chứ tôi nghĩ dán một hai bản thông cáo cũng đâu có vấn đề gì đâu. Tôi nói họ dán gọn gọn lại, đừng có bừa bãi. Thôi cô yên tâm đi, không có gì hết ha. Hay là vậy nè, cô lên cô nói họ dán xa xa ra đi, thấy không? Mà sáng giờ thiệt tình không có ai phàn nàn gì hết trơn trọi hả? Bác. Gì nữa? Không phải, không phải là em ích kỷ, nhưng mà con ghét cái bà đó lắm á. À, cái bà có đứa con gái đâu phải không? Dạ đúng rồi, dạ. Rồi dán thông cáo phải không? Dạ. Biết rồi, cô nói rồi, biết, biết. Ừ. Làm chị cứ đi theo tôi hoài vậy? Làm như mới thấy gái đẹp lần đầu tiên. Tùm tướp, tùm tướp, tùm tướp. Chị ơi, chị ơi chị. Chị đừng hiểu lầm tôi tội nghiệp. Giờ này giờ kiểm tra hành lang của tôi trển, tôi phải lên trên đó. Ủa, đi lên làm việc hả? Dạ. Ủa tôi xin lỗi nha. Tại vì cái tánh tôi lập chụp á, tôi hiểu lầm. Xin lỗi nha. Dạ không có sao. Hồi nãy á, tôi có cái hành động gì mà quá kích với anh với bác Chí á, tôi thành thật xin lỗi một lần nữa. Tại vì cái tính tôi vậy chứ tôi không phải là người vậy đâu nha. Dạ không sao. Anh ơi, em có một việc á, em muốn hỏi anh. Tại vì hồi nãy em tính gặp bác Chí em hỏi mà cái em quên rồi. Anh ơi. Anh. Ủa, chị hỏi chuyện tôi hả? Dạ em hỏi anh á. Trời ơi, sao tự nhiên chị giờ làm cái giọng ngọt ngào tôi trở thành mất kịp. Dạ không phải. Tại vì á, em muốn tìm một cái người á, là giúp việc nhà với giữ em bé đó. Mà em mới tới đây em không có biết ai đó. Anh ở đây á, anh biết ai anh chỉ giùm em cảm ơn. Người giúp việc em bé dạ. Hả? Trời ơi, đã nhiều lắm. Chuyện nhỏ để tôi tìm cho chị. Dạ em cảm ơn anh rồi, nha. Rồi, dạ. Cái thằng má xuống chị. Dạ 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 à, hồi nãy dù nói chuyện mà quên hỏi. Anh tên gì à? Tên tôi hả? Dạ. Cương Cường, Cận Cương, Nguyễn Cường. Nhìn là biết Cường rồi, bye bye. Nè con. Dạ. Má chỗ này đi, người ta nhìn người ta thấy dễ hơn. Dạ, má cầm cho con cái nón. Ừ. Ở đây hả má? Xuống chút đi. Đó đó, à, đó đó, ngay chỗ đó được rồi đó. Đó, đó. Nè. Hả? Hai người kia đang làm cái trò gì trước cửa nhà tôi vậy hả? Dạ, hồi nãy em có hỏi bác Chí rồi. Nhưng mà em thấy chị đi ra ngoài đó nên em không có dám dán. Bây giờ em đợi chị lên em mới dám. Khỏi xin, khỏi xỏ gì hết á. Tôi nói trước cho mấy người biết nha. Mấy người cứ muốn dán á, mấy người dán nhà khác đi nha. Đừng có dán nhà tôi, dán để tôi lột xuống hết á.
xã. Lâu quá à. Chờ mặc áo mà, 2 phút thôi. Ô, cái này của cổ má. Để con bỏ cửa, để con cổ nhanh. Thôi đi. Lộn mà trả lại cho nó làm cái gì. Hả? Cứ quăng đại đi, ai muốn lấy thì lấy. Thôi má, làm được cái khác chơi đi. Thôi má, để con trả cho cổ đi. Sao kỳ vậy? Tôi đến là tôi không đồng ý dán rồi mà, xin gì nữa. Không phải, cô làm rớt cái này, tôi đưa trả lại cho cô. Ủa? Đó, con thấy chưa? Không một tiếng cảm ơn nữa. Ghét quá, thôi đi. Gặp chưa? Gần xong rồi. Đợi chút đi, gì gấp dữ vậy? Alo, bác Chí hả? Dạ, dạ, tôi nghe đây cậu. Bác Chí biết chuyện gì chưa? Dạ, chuyện gì cậu? Thì vợ của tôi đó. Dạ. Cậu bắt tôi á là phải kêu Thơm vô làm việc nhà. Và bắt tôi phải sắp xếp chỗ ở cho họ nữa. Mà từ trước tới giờ, cậu đâu có thích nhận ai làm việc nhà đâu. Thì để cho cậu làm cũng tốt mà cậu. Mà còn nữa nghe. Cái này mới quan trọng nè. Dạ, cái gì cậu? Cậu còn bắt tôi phải cho cô Thơm vô lau quét dọn nhà. Quét dọn ở trong công ty nữa. Dạ, thì cho cổ làm việc thì cũng tốt mà cậu. Tốt hả? Ông chưa biết là cổ đã gây cho tôi chuyện phiền phức gì sao? Dạ, chuyện gì cậu? Chuyện phiền phức như là chồng của cổ gì đó. Để cổ làm nữa, không biết là cố ý hay vô tình sẽ hại chết tôi đó. Sao chúng ta không nghĩ lại? Nếu để cô Thơm ở lại đây, thì thằng Lúa nó biết. Chắc chắn chúng ta không cần đi tìm nó. Mà nó sẽ bỏ tới đây, kiếm cách để tìm vợ nó. À, ý này hay à nghe cậu. À, rồi à, cậu tính để cổ ở đâu ạ? Để coi, để ở chỗ nào mà chúng ta có thể kiểm soát được á. Hay ông ấy ở nhà cậu đi. Ông này hay quá ta. Sao ông không để nó ở văn phòng của ông đi? Để ở nhà tôi cho chết hả? Hay là mình để ở dưới kho đi? Dạ, tính vậy cũng được, ok. Dọn dẹp sạch chút xíu là ở được rồi. Rồi, rồi, rồi. Thôi vậy nha. Ông đi nói chuyện với cổ đi. Có gì thì nói cho tôi biết. Rồi, tôi sẽ đi gặp họ nói cho họ biết. Để tôi giao chìa khóa mở cửa cho họ luôn. Dạ, dạ, dạ. Ừ. Rồi, rồi. Chào cậu, dạ. Xã. Công nhận á, ông xã quá trang cái kiểu này á. Em là bà xã mà còn không nhận ra anh á, huống hồ gì mà lạ. Kìa, kìa, làm gì kỳ vậy? Xã, xã. Dạ, chào chị. Gì vậy? Gì vậy hả? Đau bụng quá, đau bụng quá. Đau bụng quá. Anh ơi, anh cho tôi hỏi thăm anh tìm nhà ai anh? À, kiếm bạn ở lầu 10 đâu anh bảo vậy? Lầu 10 á. Thì lầu 10 á, lầu 10 chứ đâu? Bạn. Bạn là ai? À, nhăn nhô. Nó đang nhô đá banh mình. Trời ơi. Tên gì? Dạ dạ dạ, à, kiếm mà ông Nho. À Nho, vô nhăn đi Nho. Nho mà nó rồi nhăn nhô. Mở khẩu trang ra nói chuyện, sao để khẩu trang vậy rồi không có nghe được. Mới nhổ răng. À, nhổ răng hả? Ờ. À thôi được rồi, đi tìm bạn đi, bạn của cô hả? Dạ. À thôi được, vậy được, thấy không? Rồi thôi đi tìm bạn đi, lầu 10 ha. 10 á. Ừ. Chào. Đi em. Dạ dạ bác à, dạ dạ đi 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 anh. Dạ. Ủa, có chuyện gì không bác Chí? À, không có gì, giải quyết mấy việc của chung cư mà. Không, ý con hỏi là bác kêu hai má con ngồi đây chờ cái gì? À, cậu Bình nhắn với tôi á,
Nói với hai má con á, ở đây chờ chút xíu cậu Bình xuống rồi mở cửa nhà kho, hai má con vô dọn dẹp để ở. Nói là kho chứ còn thật ra thì cũng để mấy tấm pano quảng cáo nhỏ nhỏ thôi, quét dọn sơ qua cái lỡ được rồi, thấy không? Bởi vì cậu nói đó là cô Cúc á nhận cô vô làm việc rồi. Dạ. À, thì phải lo chỗ ở ổn định cho hai má con. À, ở tại đây luôn chứ không ở ở văn phòng đó, rồi cái rồi sáng tới rồi tối về, ôi trời ơi, bất tiện lắm, thấy không? Chờ chút xíu nha. Dạ. À, uống nước đi. Dạ. Xã. Ủa, con đâu? Em bé khóc quá à. Em gửi cho chú Nhúng rồi. À, ai có chuyện đó? Cái cô nhân viên á. Ừ. Anh ơi, ui, đi vô siêu thị mình gửi đồ đạc rồi xong gửi mắt kiến khẩu trang luôn đi. Bụi quá. Trời, siêu thị làm gì có bụi. Ủa, ủa anh tưởng anh bến xe. Trời ơi, lửa đi. Tao anh rồi sáng hết biết luôn ha. Em mua mì nhiều nhiều nha. Dạ. Nhà hết mì rồi đó. Dạ. Nước tương luôn nha. Em biết mà. Trứng dạ, luôn, trứng dạ, luôn. Dạ, dạ, được rồi, được. Em mua cái này cho con. Rồi. Hồi nãy giờ anh lựa cái gì mà cho nhà, rồi cho em tùm lum á, mà không có thấy lựa cho anh vậy. Uống bia đi em mua cho. Trời ơi, anh mà uống bia gì, uống bia đâu có đúng đồ anh, đâu có thấm. Anh uống nước mắt quê hương không à? Ủa, nước mắt quê hương là gì em biết hả? Đồ đê đó. Thôi nghe, em cấm nghe. Không có cho uống rượu nữa đâu, uống rượu đế không có tốt đâu. Người ta nói hả, uống vô hả, phá tim, phá phổi, rồi lục phủ ngũ tạng là tan nát hết luôn á. Không biết nó nát chừng nào thì không biết, nhưng mà trước tiên là nhờ uống nó mà lọt răng thiệt đó. Thơm à? Thơm! Dạ? Trời. Ủa, sao má? Cái gì sao? Sao con làm gì mà con thất thần như vậy? Dạ đâu có gì đâu. À, mà có. Má. Má có để ý cái tướng của cái ông mà bạn của cô Hương không má? Con thấy cái tướng cái ông đó, con thấy hình như nghe nó, thấy nó quen quen á má. Quen quen? Ờ, má thấy cũng quen quen đó. Nhưng mà người dưới quê mình đâu có ai lên ở trên này đâu con. Mà nếu như có đó ha, thì gặp nhau thì cũng phải chào hỏi một tiếng chứ. Không phải, ý con nói cái ông đó đó là giống anh Lúa ở nhà mình đó. Ờ đúng rồi, má cũng thấy giống giống. Mà không phải đâu con ơi, con thấy là bây giờ người ta đang truy tìm nó sao? Nó không có dạy gì mà nó lên đây đâu. Mà nếu nó có lên hả, nó không có làm bạn với con chằn tinh đó đâu. Tại vì mày nhớ nó quá cho mình tưởng tượng vậy phải không? Con nhớ ảnh. À, cậu Bình nói trưa nay á, cậu Bình sẽ đến dẫn hai má con đi coi chỗ ở. Giờ hai má con đi đâu rồi, đi đi à, hay là cô dẫn má cô đi ăn đi. Cử cơm hồi trưa cô bộ tiêu hết rồi, bà đói à. Cái ông này vô duyên à. Ờ, tôi lo cho bà, tự nhiên bà la tôi hả? À? Tôi sợ bà đói. Đói cái gì? Đói thiệt tên. Ai cần ông lo? Má à má. Thôi dắt nó đi ăn đi. Dạ. Anh có công việc, hẹn với thằng bạn làm ăn. Dạ. Trễ giờ rồi, anh gặp nó một chút nha. Mình đang đi siêu thị mà, tự nhiên em sao? Công việc quan trọng, hợp đồng quan trọng. Em ở lại đi cứ mua đi, anh quay về liền. Nếu mà anh về kịp thì về chung, còn mấy thì hai mẹ con về trước đi, anh về liền nha. Ừ. Anh về nhà luôn á. Không sợ. Vậy đi. Không sợ. Nào cũng để tôi ở mình, cái giết. Bác Chí. À, cậu bên. Họ đâu? Mấy người hả? Cô Thơm thì đi cho cây lan của cổ uống nước, còn má cổ thì đi mua nước cho bà uống. Nước không à? À vậy à. Nè bác Chí hả? Cái chuyện chúng ta theo dõi họ đó à, bác đừng để lộ ra nha. Họ mà biết được thì chúng ta mất cơ hội tìm thằng Lúa. Trời ơi, tôi biết rồi mà sao cứ cậu dặn đi dặn lại hoài cậu. Dù sao thì tôi cũng ít nhiều gì cũng nằm trong đội trinh sát quân đội cậu. Thì tôi dặn cho an tâm gì mà. Yên tâm đi, không có sao đâu. Ủa anh Bình, anh xong việc rồi hả? Ừ. Vậy em với anh đi lên nhà kho coi được chưa? Ừ, thì đi. Bác Chí hả? Hồi nãy con đi ngang qua cái vườn hoa chung cư. Ừ. Mà con thấy bông nó không có được đẹp. Cái đó tôi cũng không có rành. Còn mấy cô công nhân viên thì chỉ biết tưới nước thôi. Vậy đâu có được bác. Không biết chăm sóc hoa thì làm sao hoa nó nở đẹp được. Bác hả? Không ấy,
bác cho con Kim Lương cái vụ đó đi. Ủa, Kim Lương? Mà cô muốn làm cái gì mà Kim Lương? À, tôi định sáng mai đó dẫn cổ lên ban quản trị làm hồ sơ xin làm công nhân viên của cái chung cư mình nè. À, vậy thôi đi, tôi có hẹn rồi, chúng ta đi. À. Chà, kể ra cũng còn tốt chán ha. Cảm ơn anh Bình nha. Có gì đâu, vợ tôi nói sao thì tôi làm vậy thôi. Mà nè, từ đây về sau đừng có đem rắc rối tới cho tôi nữa nghe. Dạ. À, anh Bình à, về chuyện anh Lúa tôi xin lỗi nha. Tôi hứa tôi sẽ tìm ra ảnh. Nhưng nếu mà không tìm ra ảnh thì tôi sẽ... Thôi, tôi không có nói vụ này. Mà nè, cô không hiểu hay là giả bộ không hiểu vậy? Thôi mà, thôi thôi đi. Chút xíu tôi đi công việc rồi. Cô ở đây quét dọn đi. Dạ. Đợi chút xíu nữa tôi về. Tôi kêu cô lên lấy mùn mền xuống. Trên nhà còn dư đó. Dạ. Mà anh Bình, anh... Thôi, lo phụ với má quét chỗ này ăn nghỉ. Mệt rồi con. Dạ, má để con làm. Rồi, đưa đây má, đem cái bình bông này vô. Rồi. Má ngồi má nghỉ đi, con làm cho. Chào em. Chào anh Bình. Em đợi anh lâu chưa? Tại anh có chút gì cần phải lo. Không sao, đợi anh thì em đợi bao lâu cũng được mà. Sao, hẹn anh ra đây có chuyện gì không? Hôm nay em hẹn anh ra đây để cảm ơn anh cái vụ vừa đầu quảng cáo hôm bữa. Lần sau có quay nữa thì nhớ gọi em nha. Alo, xin kính chào quý khách, chào ông nội mày. Chào hoài, tôi đang ngồi trên đống lửa mà chào hoài. Gì mà trên đống lửa mày, đang niệm ấm chân im mà. Than gì? Bây giờ mày đang ở đâu? Mày tới đây gặp tao gấp. Gì vậy cha? Giờ này mà tao kiếm mày á, cho người ta biết hả? Thôi được rồi. Nếu mà tới cái chỗ trọ của mày á, trong cái ngõ ngách đó đó, thì chỗ đó thì không ai biết. Tao quên. Mà có gì nữa không? Má tao với Thơm lên đây rồi. Tao biết mà. Quan trọng là má tao với Thơm ở lại chung cư luôn. Ý trời. Vậy hả? Vậy còn đỡ gì nữa? Đó. Thì bây giờ y như lời mày nói vậy đó. Trốn cho chắc. Ở lại đây thì chết. Ừ, thôi được rồi. Bây giờ tao qua nhà trọ. Cũng hên cho mày á. Cái chỗ đó tao dặn trước rồi đó. Thấy không? Đó, mà thấy chưa? Hên cho mày đó, chứ không là lộ hết, thấy chưa? Cái chuyện đó hôm mày nói tao tao biết rồi. Còn cái này nè, tiền của mày đưa cho tao đó. Giờ tao cúng cho mấy con nhân viên siêu thị hết rồi. Chiều nay mày lo tao nhậu nha. Được không? Ừ, vậy đi. Rồi, thôi. Tiền hoài, nhiêu cũng hết hết trời.